Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Nguyễn Châu Thành đã đến khảo sát công trình thủy lợi phòng chống hạn mặn trọng điểm trong hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre. Đoàn đã khảo sát vị trí xây dựng Cống Bến Tre, xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre, Cống An Thuận 1, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, Cống sông Mã, xã Mỹ Thành, thành phố Bến Tre và vị trí cống An Quá, huyện Châu Thành. Đây là những cống có vai trò quan trọng, chủ chốt trong công tác phòng chống hạn mặn của tỉnh. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo với Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ về hiện trạng tổng thể các công trình dự án thủy lợi phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh. Trong đó nó rõ hiện trạng, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án đồng thời đề nghị ngành chức năng và lãnh đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ, sát sao tiến độ các dự án, khẩn trương triển khai dự án theo tiến độ. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, đây là các công trình thủy lợi mang tính cấp thiết với đời sống và sản xuất của người dân, nên cần có phương án triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, không trì quản, cần có phương án tổ chức thi công và thi công khẩn trương trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 đồng thời cũng cần kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công đúng thiết kế kỹ thuật cũng như quản lý vận hành dự án đúng với chức năng quy định